Đây là món heo quay, nhưng mình sẽ đặt tên cho nó là heo bơi trong dầu. Đó, Tết năm nào nhà mình cũng quay thịt heo để ăn, nhưng thực ra là để ăn trước Tết, tại vì nhà mình làm bán kho tới 30 Tết lận. Thì đây là món cứu đói trong mùa Tết này. Đó, đây là quá trình ướp. Thì chị mình ướp rất là ngon luôn. Rồi phơi cái thịt heo ra để cho nó réo réo cái ướp, rồi xong rồi mới bỏ vô quay. Đó, thật là hấp dẫn. Ông anh mình đang quay. Hấp dẫn không các bạn? Heo bơi trong dầu, món ăn tuyệt vời, thơm lắm nha. Nếu mà mình ngồi ở đây mình nghe mùi rất là thơm luôn. Đó, thành phẩm. Đây là mới quay một mẻ thôi, còn mấy mẻ nữa, nhưng mà mình quay được đầu đây thôi. Và cắt mỏng và ăn bánh tráng rất là ngon nha các bạn. Món tuyệt vời trong ngày Tết. Wow, thật là hấp dẫn. Chào mọi người, đây là hoa nhà mình chuẩn bị để bán Tết. Đây là hoa thị tiên, cúc calimero, huyết môn, cẩm chướng, lá chanh, lý, cát tường, cúc màu đơn, lan phụ nữ, lá đô la. Bên này có cúc mai mà, cúc mai kem, xe lim, chuỗi ngọc, ly đỏ, cúc lưới, lá điểm các kiểu, dân đỏ, mặt chơi, lại là mặt chơi. Nè, cúc tai nè nè, cúc tai nè, phượng vĩ, ăn tiền không phải hả, đang phụ nữ, cát tường, ly, thanh liễu. Mà thanh liễu này cấm cho khách hết rồi, trong như còn ly nữa. Ở đây lại có thêm một số ly. Này là ly để cho khách dạng này nè các bạn. Hoa BB, xanh, trắng, tím, lá chồm, lá lan. Lá lan cho tiên nè, lá câu. Bên này có cúc lưới và cúc mai. Rồi xong. Này là bình người ta đưa nhà mình cắm. Ok. Đó, vừa rồi là mình quay hoa nhà mình về để bán Tết. Thì hôm nay 28 rồi. Nhà mình về năm nay cũng ít hơn mọi năm. Tại Covid diễn ra nên là không bán nhiều được. Có nhiều bán nhiều. Mong là hết sớm để dọn nhà sớm, chứ năm nào cũng tới 30 mới dọn nhà, rồi đâu đi coi hoa bông được đâu. Nhà mình bán hoa lúc nào cũng tới 30 mới dọn Tết hết. Nên các bạn ủng hộ cho mình nha.